Rồi tiếp tục đến với bà con quê mình để xem thu hoạch lúa nha các bạn. Ở đây giống lúa là 5451 nha. Giá hiện tại là từ 5.001 đến 5.004 một tí nha các bạn. Hiện tại là cái dàn đồng này mình nhìn thấy rất là dày lúa. Mà nông dân đây nói là một công thì kiếm được khoảng 11, 12 bao là cao rồi các bạn. Nó không có được trúng nhiều. Thấy dàn bông thấy nó cũng khá lắm mà không biết là do lép hay sao không biết. Đó, các bạn thấy dàn bông không? Về lúa khá là dày nha các bạn. Không hiểu sao không trúng. Chỗ này phân khúc cũng lên quá các bạn ơi. Từ đây cũng nghe bà con mình than thở quá trời. 70 bò lết tem vàng luôn nè các bạn. Nó bay lên nóc nằm luôn. Ở đây thì có một cái bụi lúa gài nè các bạn. Này là những cái bông lúa sát bên mẫu nha. Này như giống như là nó bị cháy lá nè các bạn. Để đến cận cảnh những cái hạt lúa ở đây có nó bị lép không mà sao mình không trúng. Nhìn thấy cái màu mình cũng khá đồng ý các bạn. Lá xanh bông vàng. Hiểu là sao không chắc. Chắc có thể là nó bị lép mà. Lép cũng đâu có nhiều đâu các bạn. Mấy bạn thấy bông cũng khá là dày. À, cái này chắc do nó bệnh một số chỗ. Này là không trúng rồi nè. Lép quá lép. Mấy bạn thấy cái lá nó bị bệnh không? Cổ bông mấy bạn thấy không? Lép gì lắm lép các bạn. Rồi cận cảnh rồi mình mới phát hiện nó lép khá là nhiều luôn. Nhưng mà không phải là lúc nào cũng lép nha. Rồi con gầy kìa. Gầy này gầy có bầu cái gì nè. Nó ú quá trời ú luôn các bạn. Gầy này là gầy mẹ. Rồi ơi nhận luôn. Đây nông dân mình ai nấy cũng than thở chân các bạn. Than là họ giống như là đổ cái công sức và chi phí ra quá nhiều nhưng mà lúa nó không có được như ý muốn, không được trúng lắm mà giá nó cũng không được cao các bạn. Phân thuốc giờ mua tính tiền triệu không. Ồ chim bay nữa. Cái miếng ruộng đây phải nói là chim khá là nhiều nha. Chim máy bay
giờ nằm giờ hát nghêu ngao luôn nữa các bạn. Chuột là bay lên nằm luôn rồi, là biến tới rồi đó. Thì cái này chắc cũng cắt khoảng một lăm lên một lăm xuống là hết rồi nha các bạn. Đóng máy để lấy lúa ra các bạn ơi. Này là bà con nông dân của mình ra coi cắt lúa nha các bạn. Ở đó rạp gì gây lộn dữ vậy trời. À không phải gây lộn mà chỉ cái đường máy vô các bạn ơi. Chỉ cái đường máy cầu lúa đây nó vô á. Anh em lạ chỗ nên không biết là vô cái đường nào. Ồ, máy cầu lúa bò. Bò kéo lên đổ lúa nha các bạn. Khéo quá thôi. Về ra bộ lúa đó chở vừa thôi chứ không có bị chở đầy. Chở đầy ở trong đây cũng rất là khó chạy. Bởi vì sợ máy nó bị lúng đó các bạn. Đôi khi lâu lâu cũng bị nghẹn hàm nha các bạn. Trời đầu lên nữa nha các bạn. Cái dòng điện này khá là mạnh. Rồi cá 1-2 kg là 4-5 kg là cái một là trời đầu lên luôn. Còn các con không sống nổi luôn.
năm gần đây ở dưới mình bắt cá cũng khá là nhiều các bạn, bắt cá bằng xiềng rồi kéo lưới điện, nên là ở dưới quê mình giờ cá hơi bị hiếm. Ở đây chắc ít cá nên không có nhiều người đi xiệt nha. Còn mấy cái chỗ khác á cũng có khá là nhiều người đi xiệt, có đến là 40-50 cái xiệt ở trên một cánh đồng là chuyện bình thường nha các bạn. Nhà trong ruộng ai cũng có cái xiệt để người ta đi kiếm cá cho các bạn. Bây giờ bạn muốn đi câu cá cũng cả vấn đề, không có cá để mà ăn. Phát hiện con lươn hay con gì nữa. Cá gì mình nhìn không rõ mà. Còn một lần cắt xuống nữa là kết thúc cánh đồng này nha các bạn. Bánh bao đi, cô bán đi. Giờ này trời cũng bắt đầu tối rồi các bạn ơi, nên người ra đồng cũng không còn nhiều. Còn anh chị cá thì tranh thủ nữa các bạn. Tiếng nãy giờ toàn là cái rô tôm tích không, không có cái lóc, không có cá chê. Trước đây bắt nhiều quá, giờ không còn cá lên ruộng đẻ nữa các bạn. Lồng gồng cũng súc luôn. Giờ cá nó không có đủ đẻ để người ta kiếm các bạn. Nhiều người đi bắt mà cá thì không có đủ để ăn, không kịp đẻ. Trên đó đang dí chuột hay gì đó các bạn. Đây mình chạy lên trên đó chắc không kịp. Bắt đầu chạy đi kiếm chuột các bạn ơi. Thôi dính được con cúp núm hay con gì đâu. Không phải. Bé này chạy rồi nè, có chuột rồi.
bé hoặc là đáo rể. Nó có rồi kìa, dính gắn rồi kìa. Gan dữ vậy. Ô, thằng bé đã bắt được hai gắn lượt luôn. Bắt được cặp gắn. Rồi thôi, video này cũng khá là dài. Giờ mình tạm thời kết thúc với video này tại đây nha các bạn. Nguyên khu vườn này bắt thì chỉ được có con cặp rắn thôi. Được 12, 13 bao lúa vậy đó.